Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lần đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Có nhiều người bình luận vui lắm quý vị, nói trời ơi, công nhận cô Thùy Dương này cổ đam mê lịch sử dễ sợ luôn. Cổ rất là thích ha, cổ có những cái thắc mắc về lịch sử. Dạ, quý vị biết làm sao không? Tại nếu mà bây giờ mình đi không tìm hiểu về, mình không đi tìm hiểu về sử đó, thì tụi Việt Cộng á, nó lực lượng nó đông lắm, nó nhiều. Mà nó đánh vô cái chỗ lịch sử, nó bắt người dân á, miền Nam, nó bắt người dân cả nước phải mang ơn cái đảng, đúng không? Mang ơn Hồ Chí Minh. Mà nếu bây giờ mình không đi tìm hiểu lại thực sự Hồ Chí Minh và cái đảng Cộng sản nó có tốt hay không, thì làm sao mình chống lại được những gì mà nó đang làm. Ngày hôm nay đảng viên làm việc ngày hôm nay có phải đảng Cộng sản không? Vậy cái bản chất thực sự của cái đảng Cộng sản là gì? Mình đi ngược lại những cái mốc lịch sử, ví dụ như là Hiệp định Geneva nè, mình đi sâu vô trong đó, nó thực sự có phải là cả hai bên làm đúng cái hiệp định đó hay không, rồi Hiệp định Paris, mình đi vô từng từng cái giai đoạn như vậy, mình đọc để mình hiểu. Thì nhờ như vậy cho nên là Thùy Dương mới có thể biện luận, Thùy Dương mới có phản biện lại, mới đối đáp trả lời lại những cái câu nói của tụi Việt Cộng. Ví dụ như cái video mà Thùy Dương sẽ mở ở ở ở lúc nữa Thùy Dương mở đó, thì nếu như theo quý vị cả là người lớn lẫn những người nhỏ, thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Và chắc chắn một điều luôn á, là người trong nước, và thậm chí có nhiều người cũng không biết trả lời làm sao luôn. Tại vì sao? Đơn giản là những cái thông tin đó ở tại Việt Nam các bạn không có được học đúng. Bây giờ nghe nè. Như Mỹ bồi thường chiến tranh cho Việt Nam thì hay anh nhỉ? Câu trả lời là Mỹ không bao giờ làm thế. Mỹ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai trong chiến tranh Việt Nam. Vì suốt trong 300 năm lịch sử của nước Mỹ, cái niềm tự hào của nước Mỹ là một nước tự do dân chủ. Và Mỹ dùng cái lá bài tự do dân chủ đi khắp thế giới để có thể can thiệp vào công việc của những nước khác như Việt Nam, Afghanistan, Iraq, Libya, dân dân và vân vân. Rồi năm tư. Đó, bây giờ nghe đến khúc này thôi, nếu mà là các bạn trẻ, các bạn trả lời làm sao, mà các bác các chú trả lời làm sao, cái câu mà Thùy Dương nghe có thể là nghe dễ nhất mà các bác các chú trả lời, hoặc là một số người khác cho bình luận vậy ơi, hơi đầu nghe thằng khùng nó nói con ơi. Chắc chắn luôn, Dương làm video 7 năm nay rồi, thay vì bình luận xuống giải thích thì có nhiều người ơi con ơi, nghe đâu hơi nghe thằng Việt Cộng nó nói con ơi. No. Muốn người trẻ hiểu được, biết được, mình phải giải thích, mình phải nói. Việt Cộng nó bằng mọi cách nó nhồi vào trong đầu của người ta bằng giáo dục. Dùng từ giáo dục nghe hay quá, tuyên truyền nhồi sọ. Khi các em đến trường học thì các em bị biến thành những công cụ, bị nhồi vào trong đầu những cái kiến thức không có đúng sự thật. Rồi qua âm nhạc. Âm nhạc là một cái thứ gì đó nó sạch, nó hay, nó nhân bản, không nó hay thì nó lại lồng chính trị vào, nó lồng những bài hát của nó vào. Tôi mà hát là nhiều người nói da gà lắm. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận gì đó, hay không? Hay, đó là âm nhạc, thơ ca đủ thứ hết, nhưng mà hoàn toàn là sai sự thật hết. Làm gì có kiến thức đâu mà đối đáp lượm liền với cái tay Tần Nguyễn này. Thì bây giờ đi xuống đi, bây giờ tôi mở tiếp cho quý vị nghe. Anh chị biết không, người ta làm cái video ngắn thôi, reels trên Facebook thôi đó. Quý anh chị người bình thường, quý anh chị đưa một cái bài lên, anh chị bao nhiêu người like? 1, 2, 3 cái like, 4, 5 cái like. Cao lắm là vài trăm cái like. Còn anh này, anh đưa lên một cái là vài ngàn người like. 2, 3 ngàn, 4, 5 ngàn người like. Bao nhiêu ngàn người like như vậy còn cái lượt view nữa. Mà Thùy Dương để ý thấy là hơi đâu mà nghe thằng khùng nó nói con ơi, hơi đâu. Ủa, tôi không biết những cái thành phần đó thật sự là những người nào luôn, hay là Việt Cộng nó cố tình nó ghi như vậy để cho không ai bình luận xuống hết. Thấy nghe mắc mệt, mình mệt mình không có đủ kiên nhẫn thì làm sao mình nói cho tụi trẻ nó đọc vô bình luận nó coi.
nó không nói gì hết đó, nhưng mà nó kéo xuống bình luận nó coi, nó bắt đầu đọc xuống thay vì nhận được cái sự trả lời hơi đâu nghe thằng khùng mới nói con ơi, vậy rốt cuộc mấy đứa nhỏ không học được gì qua những cái bình luận đó luôn, nó khổ vậy đó chứ. Đó, bây giờ mình nghe tiếp nha. Mỹ có thể cần bang giao với Việt Nam và kết bạn về ngoại giao. Chứ Mỹ không bao giờ công nhận rằng Mỹ xâm lược Việt Nam. Bạn phải hiểu như vậy. Nếu Mỹ bồi thường chiến tranh cho Việt Nam, tức là Mỹ nói rằng Mỹ thua, Mỹ sai. Và điều này thì Mỹ tìm mọi cách để tránh né. Và trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam vô cùng khó khăn là do trong một thời gian rất dài chúng ta muốn Mỹ thừa nhận điều đó. Và cuối cùng hai bên đã phải hiểu nhau. Người Mỹ người ta có thể nhập siêu của chúng ta hàng trăm tỷ đô và nhiều hơn, nhưng bồi thường một đô họ cũng không bồi thường. Đó là cái danh dự của những nước lớn, họ không bao giờ chấp nhận, công nhận với thế giới rằng tôi là kẻ xâm lược. Bạn có hiểu câu chuyện không? Và chúng ta cũng không nhắc đến điều đó nữa. Tế nhị, họ có thể tế nhị hơn và chúng ta với họ là như vậy. Bạn đã hiểu câu chuyện chưa? Hỏi anh là anh có hiểu câu chuyện và anh có hiểu cái gì anh đang nói thì đúng hơn, chứ anh không có hỏi là hỏi bạn có hiểu câu chuyện chưa. Thì ở trong đây đó anh chị, thì Dương có tìm một cái nội dung ở trên trang RFA đó nè, mệt quá. Đây đó, giới trẻ nghĩ gì về Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973? Thì cái nội dung này viết vào năm 2015 quý vị. Thì Dương sẽ kéo cái nội dung này xuống tới cái phần là giới trẻ nghĩ gì. Có nghĩa là các bạn ở tại Việt Nam được học những gì thì đây người ta hỏi ha. Khi còn đi học, các bạn được dạy những gì về Hiệp định Geneva 1954 và Paris năm 1973? Các bạn thấy những gì được dạy đã thực sự đầy đủ hay chưa? Thì bạn Catherine đó, Lê, ngày xưa em đi học thế, có học về Hiệp định Geneva năm 1954 và Paris 73. Thì Hiệp định Geneva em được nghe giáo viên nói là do các thế lực thù địch chú tâm gây chia rẽ như Mỹ, Anh, Liên Xô và Trung Quốc. Theo quan điểm của họ, họ đều nói là không nên có Hiệp định Geneva 1954, và những gì mà các học sinh học với mấy trường xã hội chủ nghĩa về hai hiệp định này là không đầy đủ. Tại sao không đầy đủ? Ngày xưa em đi học có được học về Hiệp định Geneva 1954 và Paris 1973. Hiệp định Geneva em được nghe giáo viên nói là do các thế lực thù địch chú tâm gây chia rẽ như Mỹ, Anh, Liên Xô và Trung Quốc. Theo quan điểm của họ, họ đều nói là không nên có Hiệp định Geneva 1954. Rồi, bạn Trường Sơn thì nói khi còn học trung học thì hai hiệp định này em được dạy nó như là thành quả của cuộc đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Hiệp định Geneva 1954 là thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đã đánh bại thực dân Pháp ở trận Điện Biên Phủ và buộc người Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán. Và Hiệp định Paris 1973 họ cũng dùng cái mô típ giống như vậy, đó là cuộc chiến mà họ gọi là Điện Biên Phủ trên không, có nghĩa là khi người Mỹ dùng anh tạc cơ đánh bom miền Bắc sau khi bị quân phía Bắc đánh bại buộc phải ngồi vào bàn đàm phán. Hai cái này là thành quả đấu tranh kiên cường của quân dân, của quân và dân miền Bắc, em được dạy là như vậy. Đó, thì quý anh chị, đây là cái bài viết được đăng trên RFA đó, mà thì tôi biết rằng là chắc là các bạn ở trong Việt Nam các bạn sẽ không có đọc được cái nội dung này đâu, chắc chắn một điều luôn, thầy nó chặn rồi. Tôi đã từng ở trong Việt Nam mà tôi đã cố gắng vào những cái link như thế này nhưng mà vô cũng không có đọc được. Thì tôi nói tóm gọn lại đó, cái chuyện mà Mỹ không bồi thường chiến tranh á, là nguyên nhân là Việt Cộng vi phạm hai cái hiệp định. Thứ nhất là Việt Cộng vi phạm vào cái hiệp định Geneva, mà cái nội dung của hiệp định Geneva là, tôi nói ngắn gọn thôi, là sau khi mà ký hiệp định Geneva này mà phía bên Việt Nam Cộng Hòa đó là họ không hề ký vào hiệp định này thì họ không có quyền họ phải thực hiện những cái gì mà trong hiệp định ghi hết ha. Nhưng mà là Hồ Chí Minh là ký, mình bây giờ mình nói là Pháp, Hồ Chí Minh ký, nhưng mà Hồ Chí Minh đã ký vào cái hiệp định Geneva, mà cái nội dung của hiệp định này là gì? Là nói rằng là hai bên rút quân đội ra, nó không không bên nào được, là giữa Pháp với lại lại Hồ Chí Minh đó, là không bên nào được đem quân đội tấn công vào bên nào cả. Đó, còn phía bên quốc gia, phía bên Việt Nam Cộng Hòa đó, lúc đó là chưa có Việt Nam Cộng Hòa, phía bên quốc gia Việt Nam đó, thì cũng không được đem quân đội để mà qua xâm lược nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Nhưng mà cuối cùng thì Hồ Chí Minh và băng đảng của mình đã để một số nhân vật ẩn mặt không ai biết tới ở trong miền Nam để thực hiện cái mưu đồ xâm lược miền Nam nhuộm đỏ đó, có nghĩa là mở rộng cái chủ nghĩa cộng sản ở vào miền Nam đó đó. Thì Hồ Chí Minh và cái đảng cộng sản đã vi phạm cái hiệp định Geneva rồi, thì khi mà vi phạm như vậy Hồ Chí Minh và băng đảng của mình giết hại rất là nhiều đồng bào miền Nam. Vì thế cho nên là sau khi mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu bị sát hại rồi đó, thì năm 1965 Mỹ mới vào đó. Có nghĩa là Mỹ vào không không phải là bởi vì tự nhiên Mỹ vào, mà nếu không không tụi Việt Cộng nó không vi phạm hiệp định Geneva thì Mỹ sẽ không vào. Rồi đến năm 1968 hay là cái Tết Mậu Thân đó, tổng tổng khởi nghĩa tổng nổi dậy, thì chính Việt Cộng cũng đã giết 6.000 người dân tại Huế đó. Cái nó thông tin này đó, thì nó nói gì, nó thua đậm luôn á, quân của nó chết rất là nhiều, tại vì Việt Nam Cộng Hòa cũng cũng nghi ngờ cho nên cũng có cái phản công rất là nhanh, phản công lại. Nhưng mà cũng 6.000 người dân ở ngoài Huế cũng bị giết do anh em có Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường á, giáo sư không đó, đã giúp cho Việt Cộng làm cái điều đó. Rồi cái tiếp theo nữa ha, là năm 1972 không có Việt Cộng làm gì có cái chết mà kinh hoàng như vậy. Anh chị đọc cái Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật Nam thì quý vị sẽ cảm thấy kinh hoàng luôn. Tiếp theo nữa là tụi Việt Cộng lại một lần nữa vi phạm vào Hiệp định Paris. Đây là hiệp định ngưng chiến, lập lại hòa bình. Có nghĩa là khi ký hiệp định này xong là hai bên sẽ không được nổ súng nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì khi mà sau khi ký cái hiệp định Paris này 2 tháng thì quân đội Mỹ rút hẳn ra khỏi Việt Nam. Chỉ còn lại một vài cố vấn mà thôi, cố vấn Mỹ đó. Nhưng mà tiếng súng đạn vẫn nổ ngay sau khi ký hiệp định. Mực chưa ráo thì Việt Cộng đã vi phạm cái hiệp định Paris. Đó. Cho nên là cái chuyện mà yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh, mày là người, mày mới đáng lẽ phải bồi thường cho người dân miền Nam mới đúng. Mày trả lại cái sự độc lập thanh bình cho người dân miền Nam mới đúng. Nào, đằng này mày vừa ăn cắp, mày vừa la làng, thì dĩ nhiên cái chuyện đó Mỹ sẽ không 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 bồi thường chiến tranh là đúng rồi. Còn cái vụ chất độc mà da cam nữa, thua kiện người ta sặc máu rồi bây giờ vẫn tuyên truyền. Bây giờ vẫn gì? Khi mà mời ông Biden tới, quý vị nên nhớ nha. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời ông Biden tới, mời tới nhà và nâng cái mối quan hệ lên, có nghĩa là mời người ta tới nhà giống như cái kiểu như xin lỗi mà nói về mặt báo chí, giống năn nỉ quỳ lại người ta vậy, nhưng mà nói về báo chí là nâng cái mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Mời ông Biden tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đảng, là lãnh đạo của cái đảng cộng sản, mời người ta tới. Và khi mà người ta tới như vậy năn nỉ, ok bây giờ em sẽ nâng cái mối quan hệ của em với anh lên vậy vậy. Chứ Mỹ thiếu gì quốc gia muốn chơi với Mỹ, thiếu gì quốc gia muốn chơi, tao chơi với mày tao được lợi gì, tối ngày mày xin tiền tao không, tao cho tiền mày gần chết là đụng tới mày là mày xin tiền, đụng tới mày là xin tiền mày đó. Thì Dương không có nói từ bẩn bựa, nói để mất công report nữa, quý vị giữ kênh của mình. Cho nên đó, nếu mà chúng ta không đi tìm hiểu lịch sử đó thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta trả lời lại được với những cái kiểu nói như Tần Nguyễn. Tần Nguyễn là một trong vô số những người mà nói sự kiểu như vậy thôi, không anh ta cũng là nạn nhân của chế độ thôi. Nhưng mà cái vấn đề là cái sử là một, không phải là ai cũng hứng thú, không phải là ai cũng cảm thấy rằng đam mê để mà đi tìm hiểu về sử. Thì Dương thực sự ra nói về đam mê không phải đam mê đâu quý vị, nhưng mà tôi phải tìm ra được nguyên nhân của cái vấn đề, tôi phải giải quyết cái vấn đề đó. Cái sự không hiểu của tôi không chịu. Khi mà có một cái vấn đề gì nó mơ hồ, nó không rõ ràng thì Dương khó chịu, thì buộc là tụi Dương cứ phải đi tìm hoài vậy. Rồi đâm ra khi mà đi tìm thì mình cũng có một cái lượng kiến thức nào đó nó tương đối để mình có thể mình nói chuyện lại với cái đám Việt Cộng vậy thôi à, như vậy thôi à. Vậy mà Việt Cộng nó cũng nó quýnh cho tụi tôi lên bờ xuống ruộng quý vị đó, mấy lần vi phạm không. Cho nên là cái chuyện mà Mỹ không bồi thường, cái vấn đề đừng có nói là Mỹ là một cái nước lớn rồi vì danh dự là Mỹ sẽ không bao giờ như kia nọ. Anh có đúng chưa cái đã, nhìn lại Việt Cộng có đúng chưa cái đã. Tần Nguyễn đâu có bao giờ mà đề cập tới những cái chuyện, cho dù Tần Nguyễn có hiểu biết, Tần Nguyễn đố, Tần Nguyễn dám nói thật, tôi nói thiệt anh ta không bao giờ dám nói thật ở trong cái xã hội Việt Nam hết. Anh ta có hiểu có biết nhiều cho vàng chất đầy nhà của anh cũng không dám nói thật nữa. Mà từ chỗ mà không dám nói thật đó thì sẽ dẫn đến vậy, nói bậy, cố tình nói bậy để nịnh. Mà khi mà nó nịnh vậy thì lương tâm cắn rứt, trong khi anh ta làm rất là nhiều video có vẻ giống như là triết lý lắm, giáo điều lắm, nhưng mà thực sự ra có những cái điều mà sự thật anh ta không bao giờ anh ta dám nói tới. Không, anh ảnh khác thì Dương là như vậy đó. Rồi thì Dương cảm ơn quý vị nha, phản biện lại cái video của anh Tần Nguyễn là như thế ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị.